Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm vừa rồi á, là Travel của H&S á, đã dắt các bạn đi ra khỏi nước Mỹ và đi vào Canada rồi đi tới tiểu bang thứ 49 của Hoa Kỳ là Alaska. Thì trong cái chuyến đi 3 tuần lễ đó, mình dắt các bạn đi chia sẻ chi tiết cái quá trình mình đi từ bên thành phố Nashville, Tennessee mà đi tới Alaska. Thì năm nay mình sẽ dắt các bạn đi trên một chuyến hành trình RV của một đời người nữa. Chuyện năm vừa rồi thì cái chuyến đi, cái hành trình đó mình đi là 10.500 dặm, tức là hơn 16.000 cây số. Thì để cho các bạn hình dung coi cái 10.500 dặm nó dài cỡ nào, nó xa cỡ nào. Thì các bạn hình dung như cái bản đồ Việt Nam mình, giờ cái nước Việt Nam mình, các bạn mà đi từ cực Nam mà ra cực Bắc á, tức là từ cuối Việt Nam mà ra tới đầu đỉnh Việt Nam á, là các bạn đi như vậy á, đi về về như vậy á, là 10 lần. Đó, nó xa như vậy đó, đi 10 lần như vậy. Thì mình đã chia sẻ với các bạn chi tiết như cái hành trình RV của một chuyến đi RV á, nó là của một đời người nó như thế nào. Thì mình đã bỏ trong cái playlist của mình đó. Thì các bạn nào mà muốn coi cái quá trình đi như thế nào, Alaska nhìn ra sao, rồi mình đi qua Vancouver rồi trải nghiệm rất là nhiều, thì mình bỏ trong cái playlist đó. Mình đã đi tới gần Arctic Circle, cách Arctic Circle tức là gần cái vòng Bắc Cực khoảng chừng 30 dặm nữa. Thì mình đã chia sẻ trong cái video năm vừa rồi. Năm nay á thì Travel của H&S sẽ dắt các bạn đi trong một cái chuyến đi gọi là cũng là trip of a lifetime nữa, tức là một chuyến đi RV của một đời người nữa. Mình sẽ dắt các bạn đi về miền Đông Bắc của Mỹ và Canada. Thì năm vừa rồi mình đi về cái hướng đó là Alaska với lại Vancouver, là cái hướng đó là hướng Tây Bắc của Mỹ và Canada. Thì năm nay á thì mình sẽ dắt các bạn đi 3 tuần lễ nữa, đi xuống miền cực đông của Hoa Kỳ và miền cực đông bắc của Canada. Mình sẽ dắt các bạn đi dắt tới cái vùng đất này là nó gọi là Legendary Land, tức là cái vùng đất mà huyền thoại của những người Vikings. Những người Vikings là biết là trong cuối thế kỷ thứ 8 và cuối thế kỷ thứ 11 đó, là những người Viking này là những người là thuộc dân nó gọi là Scandinavia, tức là hiện nay là ba nước Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy. Đó, người ta rải rác khắp châu Âu như vậy đó các bạn. Thì dân Viking này là dân mà tức là pagan, tức là người ta thờ nhiều god, người ta worship nhiều god như là Odin rồi Thor các bạn thấy không? Và người ta rất là can đảm. Mấy người này là người ta rất là giỏi về hàng hải, cho nên người ta đi đóng mấy con tàu thật là dài, gỗ thật là dài. Đó là cái đặc trưng của những người này, người ta đi qua về miền Tây để người ta chinh phục Iceland hoặc là những cái vùng đất mà mình sẽ dắt các bạn đi tới đó năm nay. Nó rất là thú vị các bạn, mà đây là cũng là hành trình chuyến đi của một đời người. Thì mình không biết là thật sự mình không biết như thế nào nữa, thì và mình sẽ chia sẻ các bạn như thế nào nha. Và đây sẽ là chuyến đi là gia đình Việt Nam đầu tiên trên YouTube mà sẽ dắt các bạn đi lái RV này á ra khỏi Mỹ, đi vào Canada và vượt Đại Tây Dương để tới những cái vùng đất huyền thoại này của người Viking. Thì từ khi mình đi Alaska về năm vừa rồi, các bạn thấy cái bánh xe này nè, bên phải này nè, các bạn thấy không? Wow, nó mòn dễ sợ chưa? Cho nên mình lo cái này nhất nè. Cái bánh bên kia thì nó không có bị mòn nhiều vậy. Tại vì cái này mình chạy trên gravel road ở bên Alaska đó, các bạn thấy bên bánh bên này thì tụi nó kêu là bánh này ok, bánh này cũng không có tệ lắm nè. Nhưng mà nó kêu là chắc là alignment thôi, alignment á. Thì cái bánh giống như là nó bị niệm ở đây nè, cho nên nó kêu bây giờ là an toàn, tại vì mình đi gần 10.000 dặm mình nghĩ vậy. Nó mòn hết rồi. Thế bánh này đi xong rồi mình sẽ kiếm cái chỗ mà realignment á, cái RV này realign lại cho nó đều. Thì lúc đó mình đi an toàn hơn chút. Tất cả các bánh bên đây còn good nè. Bánh bên đây thì 10 out of 10. Bánh bên đây mấy cái này nó không có bị nha. Thấy không? Thấy không? Mấy cái răng này nó còn tốt lắm. Bên kia cũng vậy luôn. Bánh này thì hơi bị chút xíu nè. Chỉ bánh này nặng nhất nè. Đó, cái bánh này nặng nhất. Nó mòn luôn nè. Đó, bây giờ họ lái cái xe RV của mình vào trong. Bạn thấy không? Cái này nó cao. Nó cao cho nên cái RV nó vô được. Còn cái nhiều chỗ sửa xe mà cái này nó không có đủ cao là nó đâu có làm RV được. Cái xe nó dài, lòi ra ngoài luôn. Discount tire ở chỗ này mình thích lắm. Tại vì bánh xe nó vừa rẻ, mà cái bị gì đó là nó thay, nó thích keo mình good lắm. Đó, thử bánh xe mình thích các bạn. Gắn vô có cái tire pressure system, mình kêu phải điện hòn bắt cái đó. Xong bây giờ bỏ vào cho mình đó. Ở số con ốc này á là 7/8 mà kêu là torque tới 140. Đó, 140 cho mình là ok. Giờ ngon lành chưa?
bánh mới luôn nè. Vì họ đã thay bánh xe cho mình nữa các bạn đó. Trời ơi, bánh rất là dễ sợ chưa. Wow, đó các bạn thấy không, đó cái răng của nó như vậy đó mà mới an toàn được các bạn biết không. Total là 306 đô 95 sen. Thì chuẩn bị cho cái chuyến đi một đời người này các bạn, để tới những cái vùng đất này á, những cái tỉnh bang hàng hải của Canada và cái vùng đất mà huyền thoại của người Viking á, thì thật sự ra cái chuyến này mình nghĩ là chuyến này là chuyến RV mà mắc nhất hiện nay. Mình đã tốn rất là nhiều tiền để chuẩn bị cho cái chuyến này các bạn. Thế các bạn thấy là cái xe này á, là mình mua cái battery station để cho nấu cơm, rồi mình giống như là nấu nước nóng hoặc là mình sấy tóc vậy đó các bạn, để mình khỏi cần phải dùng cái generator, cái máy phát điện trên xe. Đây là cái power station của mình nè, Jackery nè. Thì mình mới sạc đầy vậy đó, các bạn thấy mình bấm lên nè. Bấm power tức là sạc có 2 tiếng rưỡi là sạc đầy luôn á. Các bạn thấy không, nó là 100%. Mình sẽ nấu nước nóng nha, cái bình thủy nè. Thì bình thủy nấu nó nhanh lắm. Thì bây giờ mình đổ nước ở đây rồi. Cái bình này là 1500W nha. Thì mình sẽ bấm vô mình xem coi nó phải mất bao lâu. Và để cho nó nấu cái bình nước nóng này của mình nha. AC bấm lên nè các bạn, đó. Đó, bấm AC vô là giờ nó work nè. Rồi bây giờ mình xem nha, bây giờ mình xem coi nó mất bao lâu. Là each AC là 120V là 20A 20A đó, total là 3000W đó, pure sine wave. Có này tiện lắm, khi mình đi RV nó rất là tiện. Để nhiều khi mình đi RV, nhiều khi trời lạnh á, mình nấu nước này xong mình tắm cũng được các bạn, cho mình tắm mấy đứa bé, hoặc là mình nấu mì, cho nên nó có bình thủy nó tiện lắm. Wow, giờ nó sôi rồi các bạn, 6 phút nha các bạn, đúng 6 phút rồi nó sôi nè. Dễ sợ chưa, bây giờ mình xem coi mình mất bao nhiêu pin nha, bấm như này nè. Wow, trời luôn. Các bạn thấy không? Mất 6%, giờ 94% rồi đó. Các bạn thấy không? Giờ nó sôi, nó tắt đây nè. Dễ sợ chưa? Rồi, hôm nay là mình sẽ thử dùng cái power station này, Jackery nè. Mình sẽ nấu nồi cơm. Nấu chừng 4 cấp rưỡi nè các bạn. 4 cấp rưỡi nồi cơm điện nha. Cắm vô đây thôi. Mình cắm vô cái nó điện lên, các bạn thấy không? Bây giờ mình bấm xuống rice cooking. Rồi, 4 cấp rưỡi nước á, mình xem sẽ coi xem coi nó phải mất bao lâu nó mới sôi, và đồng thời á, sau khi nó chín nồi cơm của mình á, là mình đã hao, mình sẽ hao bao nhiêu pin. Cho nên cái này nó tiện lắm, cái này nó có hai cái tay cầm lên nè các bạn đó. Thì các bạn đi đó các bạn sắp cần lên thôi, hoặc là cầm này nè đó, mình đẩy giống như là cái lơ gạch đó, giống như xe kéo vậy đó, mình kéo là nó có hai cái bánh xe, hai bánh xe đây đó nè, đó. Cho nên cũng tiện lắm. Cái máy này nha, nó không có một tiếng động nha các bạn, à, nghe nè, không có một tiếng động gì hết ha. Xài cái dàn này rất là dài, xài cho 110V thấy không, 110V. Còn cái này á, thì cái này xài DC là cái này đây đó, các bạn bấm này đang được nè. Cái này là cho cái các bạn nào có cái ống nào mà giống như là ống thuốc lá, cắm thuốc lá trên xe đó, các bạn cắm vô đây. Này ổ DC bên này 112V hoặc là 10A, hoặc là các bạn xài xài phone này, hoặc là USB-C đây, nó có nè hai ổ mà nó sôi nè. Mình xem coi tí nữa nó sẽ nhảy từ rice cooking, tức là nó sẽ keep warm nó xong rồi đó, mình xem coi là bao lâu nha. Bây giờ nó mới qua là cái rice keep warm nè các bạn, cơm thì nó đã nấu xong rồi đó. Thì tổng cộng tất cả là khoảng chừng là 18 phút nha các bạn. Giờ mình xem coi, wow, có 87% thôi à. Bây giờ 87 là có 7% mà các bạn. Wow, giống ngoài này nhanh dễ sợ luôn đó, nẻ luôn, nẻ này là nẻ chế này rất là hay. Xem coi. Oh wow. Oh man, nẻ chưa? Wow. Đó, vậy là ăn được rồi đó, là chừng mình nghĩ là 18 19 phút là xong rồi. Cái đó mình muốn phải 2500 đô la Mỹ. Và các bạn thấy là mình sửa bánh xe, vừa rồi mình đi Canada về là bánh xe nó mòn, nhưng mà cái mòn một bánh thôi nha, một cái bánh ở trên á, bên phải. Tại vì nó không có đều nha, là chứng tỏ là cái alignment á nó không có đều, cho nên mình phải mang cái xe này ra alignment, thì alignment rất là mắc tiền nha các bạn. Đó, và đây là cái hệ thống cảm biến đó các bạn. Nó gọi là tire pressure monitoring system á. Hệ thống tức là cảm biến lúc nào nó liên tục nó đo cái áp suất bánh xe, 6 bánh xe của chiếc RV của mình, cho mình nó báo lên trên cái màn ảnh trong cái xe của mình á, để cho mình biết, mình theo dõi coi cái 6 bánh xe, áp suất trong 6 bánh xe nó là bao nhiêu. Tiện lắm, cái này là 3 năm rồi đó nha các bạn, mà cái pin nó còn chưa hết pin nữa nha. Thì hôm nay bắt đầu nó báo cho mình biết là nó hết pin rồi, thì mình sẽ thay nha. Thì cái pin này nó là đó 1632 đó, cái này lithium battery á, cái pin này tốt dễ sợ chưa. 3 năm rồi các bạn, bây giờ mình sẽ lấy ra xong rồi mình thay pin cho 6 cái cảm biến này nha. Đó, cái battery nằm bên trong á. Đây là 13 ly, rồi mình mở ra thôi. Rồi đó. Cho mở ra thì các bạn thấy cái pin này nè. Đó, nằm ở đó đó. À.
Đó, giờ mình nhét vô đây thôi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ vặn nó vô đây thôi, cho nó hơi cứng cứng, mình không muốn vặn cứng lắm. Cái này 13 ly á, này 13 ly. Gắn vô đây lại. Rồi, bây giờ mình khóa lại thôi các bạn. Rồi đó, vậy là xong một cái rồi đó. Cái này các bạn thấy nó có cái hệ thống nó gọi là anti theft á. Đó, vậy là khi mình chạy cái này kia mình chạy thì nó không có văng ra các bạn biết không? Đó. Rồi bây giờ sau khi mình gắn 6 cái sensor vô, bây giờ mình vô bên trong này, mình đắp một chiếc cái màn ảnh này các bạn. Này là cái tire pressure đó. Nó gọi là easy tire. Bây giờ mình mở lên này. Mình mở lên thì bắt đầu nó sẽ, các bạn thấy không? Nó sẽ nhấp nháy. Nó sẽ cho mình biết là tire pressure như thế nào đó. Bánh xe, trong nhiệt độ bánh xe là 77 độ F. Đó, giờ xuống là 75 độ F. Thế nó nhảy low pressure đó. Nó báo cho mình biết thôi. Rồi đó, bây giờ thấy không? Nó báo vậy thì mình phải, trước khi mình đi là mình phải bơm bánh xe lên nha các bạn. Hôm nay mình đã tới cái West Power Service này các bạn. Ở bên Nashville, cái này là nó sửa xe truck với lại trailer đó, tức là RV này nọ đó. Mình gọi biết bao nhiêu cái chỗ là chỉ có chỗ này nó sửa, nó làm cái alignment. Mình mới thay cái bánh xe bên đây nè, bên phải á. Thấy nhìn nó ngon lành rồi đó. Nhưng mà tại vì á hả, tụi nó nói rằng á, cái xe mà nó mòn này tức là cái alignment nó không có đều, cho nên chính vì vậy cái bánh này nó bị nặng nhất nè. Cho nên bây giờ mình sẽ cho tụi nó làm alignment lại để trước khi mình đi Canada nha các bạn. Tại vì mình đi mình nghĩ là cũng phải gần 10.000 dặm á. Estimate together for you to get all that. It's in parts? Yes, sir. Okay, really? What's going on today? Yeah, there's a bunch of tie rods and things of that sort worn out underneath. It's got too much play. Okay. All right. Mình đang đứng ở West Power Service là cái chỗ mà nó sửa xe truck với là RV không các bạn. Thì ở Nashville này mình gọi biết bao nhiêu chỗ luôn á. Mấy chỗ sửa xe, thay bánh xe nó là không có chỗ nào mà nó làm mấy cái online mình cho cái RV này, cho tại vì này lớn lắm. Nó phải cần cái chỗ lớn rồi cần phải cái máy móc nó làm á các bạn. Có nhiều chỗ nó làm mà bây giờ nó không có làm nữa. Thì họ mới check cái xe mình trước khi họ online mình á, thì họ nói rằng là họ phải thay mấy cái parts. Mình không biết cái part nào nữa mà họ đã làm mấy cái part đó nó đã worn out rồi, nó mòn rồi, họ phải thay trước khi họ là line làm cho cái chỉnh cái xe cho nó thăng bằng lại đó. Bởi vậy nhiều khi á không phải dễ đâu các bạn, không phải là line mình đâu. Mình nói ủa xe này mình mới mua mà, nhưng mà họ kêu là mình đã đi được 38.000 dặm rồi các bạn, cho nên mình đã đi quá trời rồi, cho nên nhiều khi nó worn out, cho nên bây giờ họ đang check cho mình bao nhiêu tiền rồi để cho mình biết bao nhiêu, nên để mình đồng ý không trước khi mình là line cái xe này. Đưa cho mình cái part đó các bạn, cái estimate đó. Giờ mình nhìn cái giá tiền hết hầu luôn á. Mình tưởng là mấy chắc mấy trăm hoặc 500 hoặc là cao lắm là 600-700 đô thôi, tiền alignment thôi, mà giờ cuối cùng ra 1.800 đô la Mỹ. Wow, 1.800 đô la Mỹ dây sợi vậy các bạn. 5-6 tiếng sau mình lại mình pick up. Hôm nay là nó đã thay xong hết ở dưới rồi các bạn, nó làm alignment xong hết rồi đó. Mà thấy không, tổng cộng là 1.848 đồng một sen. Wow, đó, chưa đi gì trên mà đã không biết bao nhiêu tiền thay ngon lành rồi đó. Đó thì mình chạy mình có thấy gì nó different không? Actually mình cũng thật sự ra mình lái mình cũng không có thấy gì different lắm các bạn. Mình không thấy gì different nữa. Đó. Nhưng mà họ check họ nói là giờ ngon lành rồi. Thì cái line mình nó chỉnh như là nó đã đều hết trơn rồi đó. Bởi vì cái cuộc mạo hiểm kỳ này á là nó tốn, mình chưa đi mà nó tốn biết bao nhiêu tiền nữa các bạn. Rồi mình cũng mua xuồng, mua kayak king, tại mua cái kayak á inflatable để khi mình ra Canada mình có thể mình đi mình chèo thuyền mình ra ngoài khơi, tại vì ở Canada cái chỗ này là rất là sông nước không mà, cho nên nó hả với lại câu cá nữa, cho nên nó hả rất là nhiều, cho nên mình phải mua cái đó, phải mua cái kayak để mình chia sẻ trải nghiệm với các bạn như thế nào. Trong nước vô bồn cho nó đầy luôn nha, này phải giữ lên vậy nè. Đó thì nước châm vào bồn này á thì nó thích khoảng chừng 20 đến 25 phút là đầy cái bồn đó các bạn. Khi mà nó đầy á thì nó sẽ trào ra cho mình biết thôi. Nó trào ra cái lỗ này nè. Ngay đây nè. Đó nó trào ra rồi đó. Nó đầy rồi đó. Nó trào ở đây nè các bạn. Đó cái lỗ này nè. Rồi bây giờ đầy rồi. Bây giờ mình đóng lại thôi. Rồi ngon lành rồi đó. Rồi mình make sure là mình xả hết nước trong bồn của mình ra rồi đó, bạn thấy không? Rồi không có nước ra hết đó, rồi double check thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi á, là xe mình á là 38.421 dặm nè. Giờ xăng mình nó còn có 1/4 bình nè các bạn, bạn thấy không? 1/4 bình. Bây giờ mình đi mình đổ xăng nha. Rồi xăng đầy mình đi.
Rồi, và đây là cái xăng đầu tiên nè. Rồi, bấm receipt, yes. Ở đây là mình đổ qua mỏ đó 266 đồng này các bạn. Đó, một gallon cái xăng á, giờ là 266 đồng, giờ đang xăng rẻ nha, giờ đi chơi sướng nè. Đó, cái xăng đầu tiên nhá, trong chuyến đi này nha. Rồi đó, mình đổ 39 gallon tức là 104 đồng 58 sen. Đi buổi tối nè các bạn. Đó, thì bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi đó nha. Rồi. À giờ em ngủ hết rồi. Mình có thể kiếm ngủ đây, trên đây. À, Lạc ngủ đây. Rồi ba và cháu ngủ đó. Giờ lên đường được rồi đó. Đóng cửa vô. À, giờ cô Tiki lái xe cho mình ngồi mình quay phim cho các bạn á. Như thường lệ. Bây giờ là 12 giờ mấy rồi, đêm á nha. Tụi này đi đêm không, anh thấy đi đêm á, trời nó mát á, với lại nó không kẹt xe nhiều á. Giờ mình cứ thông thả mình đi thôi, chắc mình lái chừng chắc 1 tiếng là mình buồn ngủ rồi, mình ngủ tấp vô ngủ thôi. Hy vọng lái được, hy vọng lái 100 dặm thôi được rồi, 100 dặm là ngủ ok rồi. Rồi đó, vậy bây giờ các bạn hãy cùng đồng hành với mình đi trên cái chuyến này nha các bạn. Rồi, let's go.